Xin chào, xin chào. Thì hôm nay là mình chia sẻ về cuộc sống của những người ở tiểu bang Nebraska này ha. Thì hầu hết những người Việt khi qua tới Mỹ đó là một đi làm hãng, hai làm neo. Thì ở xứ Đông Lào thường gọi là những người đi làm hãng là cu ly đó. Thì mình không biết được cái sự cu ly với làm hãng khác nhau chỗ nào. Nhưng mà người làm hãng đây mình cứ gọi là cu ly đi ha. Thì hôm nay mình sẽ cho xem cuộc sống của những người cu ly ở bên Mỹ như thế nào nha. Ok ha, cuộc sống khó khăn như thế nào nha. Đây. Đây là cái nhà của chú Lộc đây ha. Đó, hàng xóm đây. Quay bây giờ mình vô trong coi thử cái nhà nó như thế nào ha. Đó. Ok. Đó. Nhà chú Lộc làm hãng mà ở Việt Nam mình hay còn gọi là cu ly đó, nhưng mà cái sự cu ly với lại làm hãng khác nhau chỗ nào mình không biết, nhưng mà đó ha. Ok, mình vào trong coi thử. Nhà như thế nào nha. Chào Lộc nha. Hello anh. Thì giống như hôm bữa có chia sẻ với những cái quý vị trong kênh đó, là mình sẽ có thời gian quay về những cái cuộc sống người Việt ở cái thành phố Omaha, tiểu bang Nebraska này nè. Đặc biệt là ở đây giống như mình chia sẻ là công ăn việc làm tốt, nhà nó rẻ sơ so với những cái vùng giống như Cali rồi đó. Thành thử cảm ơn chú Lộc đã nhận lời chia sẻ về cái cuộc sống ở tiểu bang mình nha. Đây là chú Lộc ha, là chú Lộc ở tiểu bang này cũng được bao nhiêu lâu chú Lộc ha? Em ở đây từ năm 2001 thì được 23 năm rồi ạ. 23 năm. 23 Chú Lộc hiện bây giờ làm gì mà ở cái nhà này thấy cũng hơi lớn, như chắc chủ cả gì đây đúng không? năm. Dạ không, em làm an ninh thôi. Làm Làm hãng thôi ha. hãng thôi, làm an ninh cho hãng điện, hãng điện. Thấy cái nhà bự quá là tưởng phải là chủ cả mà ở được cái nhà bự như vậy chứ. Thì đâu có, hồi đó em mua nhà là còn rẻ. Bây giờ mắc lắm, bây giờ đâu có mua nổi. Và giống như Việt Nam mình mới qua là cũng khó khăn chứ đâu phải tự nhiên qua có cơ hội mua nhà Dạ như vậy liền đúng không? hồi đó đâu qua đâu có gì đâu. Hồi đó giống như là em còn nhỏ đi đang đi học á. Rồi qua bên này cũng cũng ở mướn này nọ thôi, nhưng mà có năm sau là mua được cái căn nhà. Căn nhà có lúc hồi đó có 135 ngàn. Xong rồi tại vì em cũng đi lính nữa, rồi lấy vợ, xong rồi ba ba năm sau là đổi thành qua cái nhà này, tại vì có con nhỏ thì kêu ông bà ngoại về ở chung. Mà trước đầu tiên mình cũng ở apartment rồi mới mua cái nhà 130 rồi xong mới đổi qua nhà lớn này đúng không? Nhưng mà hồi đó thì em không có ở apartment mà em ở chung với ông bà ngoại, tại lúc đó em mới từ Cali qua. Thì ở chung ông bà ngoại được có mấy tháng thôi, có khoảng 6 tháng thôi, xong rồi mua nhà luôn. Tại vì hồi đó mua nhà còn dễ. Mà nhà hồi đó còn có 130 là cũng là nhà 3 phòng, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Cho nên hồi đó mua cũng dễ mà. Với lại em cũng hồi đó mới mới có việc được 6 tháng là nó cho mua luôn. Không không cần không cần down luôn. Hồi đó là em không cần down luôn, không cần down một ngày hết luôn, mua luôn. Mà mua cái nhà 130 bên bán nhà kia 130 mua nhà này lúc đó mắc không? Hồi đó 130 xong rồi mua nhà này là 350. Bây giờ nhà này cũng hơi bự rồi, thấy nhà hơi lớn, hơi bự Nhà nhiều nhà tiền này ha. bây giờ cỡ khoảng 700. 700. Ôi cha, thấy chưa? Coi như là mua cái nhà 350 bây giờ bao nhiêu năm rồi? Hai mươi mấy năm rồi. Hai mấy năm mà được bây giờ 700 coi như lên gấp Dạ. đôi rồi đó, mà đặc biệt là hình như là chú Lộc trả xong cái nhà này rồi đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó, coi như là cũng như gần như triệu phú rồi, cái nhà 700 cộng tiền già tiền tiền hưu là cũng là giờ lại triệu phú rồi nha, triệu phú trẻ đây nè. Nhưng mà chưa chưa về hưu anh ơi, chưa về hưu anh giờ vẫn phải trả đi. Đó, Trả thấy tiền không? phi thôi. Đó, thì đây nha, một trong những người là làm hãng mà ở Việt Nam mình hay còn gọi là làm cu ly đó, đó là có thể sở hữu được cái nhà này. Bây giờ là 700 nha, cái nhà 700 trả xong rồi, không có giống như những cái mà tin tức là nhiều người nói bên Mỹ này ai cũng phải trả góp thì trả góp, nhưng mà mình trả nhanh trả chậm. Thì đây là Lộc đây rất là trẻ nha, rồi Lộc bây giờ tuổi rồi mà bây giờ xong cái nhà ở quá khỏe gì. Em 44. Ơi ơi đó, triệu phú trẻ nha, 44 tuổi rồi, giờ được cái nhà 700 rồi cộng tiền phô qua này kia là coi như gọi là triệu phú được rồi đó ha. Chưa, chừng nào mới lắm, chừng nào lấy được mới là lắm.
thì nó còn đó, nó còn tiền về hưu là mình đủ tuổi mình xài thôi đó. Đây là 44 tuổi nè, coi như là gọi là triệu phú được rồi ha. Đó, làm cu ly nha, ở Mỹ này người Việt qua đây làm ai cũng làm cu ly đó, thì cũng có thể sở hữu được như vậy, thấy chưa? Đó, cuộc sống ở bên Mỹ thôi. Không, bên Mỹ mình là ai cũng nói làm hãng, nhưng mà người ta là cứ kêu là cu ly, mình không biết cái khác biệt cái chỗ nào. Thì cu ly của hãng, nhưng mà cũng là an ninh làm tùy theo việc. Không, ý mình nói đây là người Việt Nam ở bên Việt Nam, người ta hay gọi là mình qua bên Mỹ này ai cũng làm cu ly, đó là cái vấn đề vậy. Trẻ không giỏi rồi chưa đó, hiện giờ đang làm là security trong cái hãng điện đó, làm đúng cũng được mấy chục năm rồi, top pay rồi đó. 22 năm rồi. Ừ, đó. Một trong những người trẻ ở vùng Omaha Nebraska này nha. Nếu mà ai ở Omaha Nebraska là chắc chắn biết về Yến Lộc này rồi đó. Thì hôm nay chia sẻ chút xíu về cái cuộc sống ở bên Mỹ này đó. Cảm ơn chú Lộc nha. Thì mà chủ yếu chia sẻ để cho biết là cuộc sống ở bên Mỹ như thế nào, đặc biệt là cái tiểu bang mình đó, công an việc làm nhiều, nhà cửa rẻ. Nếu mà cái nhà này so với những cái vùng Cali chắc khá là cao à ha. So với Cali có khoảng 3-4 triệu. 3-4 triệu hả? Ôi trời ơi đó. Ở đây thì có mấy trăm thôi. 700 hả? Hiện giờ 7 cỡ 700 đó. Mà ở đây trời lạnh nhưng mà vẫn trồng cây nè, cây trồng thanh long. Ôi trời. Đâu có thiếu gì đó. Đó. Cây trồng cây luôn trong nhà luôn nè. Cây này là cây cây xoài nè. À, mùa này mùa đông nó lạnh, nó thử những cái cây này đi vô trong cho nó ấm mà đúng không? À, đó. Rồi mấy cây này là cây gì à? Cây hoa đại nè. À. Hoa đại nhưng mà rụng hết lá rồi. Chưa rửa hả? Tịnh rửa rồi. Rồi cây nhãn em trồng cây nhãn nè. Ờ, đó. Ui chà. Nhãn ra đó trời lên. Rồi cây phượng. Cây phượng hả? Cây phượng. Ở chừng nào mà nó lên nó ra bông ta, được không? Sống không? Thì sống đó mấy năm rồi, 5 năm rồi. Ồ vậy hả? Ờ. À, cái này trồng cây trong nhà luôn, nó ghê chứ. 5 năm rồi trồng trong chặt. Ừ. Đó. Rồi, cảm ơn chú Lộc nha, đó chia sẻ về dưới này mình ok. Dưới hầm nè, đó thường thường ở những cái vùng mà Midwest mấy cái vùng này nó hay có lốc, gió lốc, thành thử là người ta hay xây cái hầm để mà có trường hợp bị gió lốc hay gì người ta phải trốn dưới đây. Dưới này là để cho ca đoàn tập hát. Đó, đây đó, rộng rãi đó. Cái này là nhà giống như ca đoàn mỗi tuần là tập hát là tập trung ở đây nha, đó rất là rộng. Và đặc biệt là không giống như ở những cái vùng mà nhà cửa đất đai mắc mỏ là mình cho mướn, ở đây không có đâu. Đó, có những cái chỗ rộng vậy chứ không có cho mướn cho xe gì hết á. Khác hơn. Đây cũng có cây thanh long nè, cây lá mơ. Ui cha. Lá mơ thì chó. Đó, thì cày đây cũng có cày nha, mà đều cày giả giống cày thiệt ha. Đó, lá mơ nè. Thanh long luôn nè, đó. Hai vợ chồng này trẻ mà giỏi lắm. Ở đây những người nào mà ở bất cứ nơi nào Việt Nam mới qua ha, ở những tiểu bang khác qua là đều giúp đỡ hết, rất là nhiệt tình. Chúc Lộc cô Yến này là ai cũng biết hết đó. Đó. Cảm ơn chú Lộc nha, chia sẻ ra để biết được cái cuộc sống bên Mỹ này. Đó. Dưới này trời lạnh, ở ngoài thì Richard nó tập bắn cung ở căn này. À. Bắn cung ở đây. À. Bắn cung ở đó. À, là con là đi thi bắn rồi nè. À. Mấy cái thể thao đó. Thể thao đi cung. Hai vợ chồng này là cũng đi lính. À, người vợ đi lính hơi lâu à. Mấy nhiêu năm? Đi 21 năm. À, vợ đi lính 21 năm. Về hưu rồi. À, lên chức luôn đúng không? Về hưu rồi. À, mà lên chức gì đúng không? Thì về hưu thiếu tá. À, thiếu tá luôn đó. Đó, người vợ đó. Đó, đi lính, hai vợ chồng đi lính hết. Đó, rất là giỏi. Bên Mỹ này nhờ đi lính đó, thành ra công việc rất là ra là được ưu tiên, đặc biệt cái việc làm của chú Lộc này mang súng phải cần có những cái kinh nghiệm về lính mới được. Đó. Đi lính mới có làm những cái việc đó, đeo súng, đeo đồ ha. Chứ còn bình thường xin những cái job làm nó khó và cái lương khá là cao nha. Ok, rồi cảm ơn chú Lộc nha. Làm ngon anh. Rồi ok, rồi cảm ơn chú Lộc nhiều. Dạ. Đó. Anh phở. Không, mới ăn rồi Yến ơi. Ok. Đây là phía sau của cái nhà, đây là cái sân góp nha, sân góp này là công cộng. Đó. Đây. Đây là cái sân góp đây đó. Khu này là một trong những hạng sang ở cái thành phố này đây nha. Đó.
tay là phía sau.